anh biết là lần đầu tiên anh rất là ngại khi nói câu này, nhưng thực sự là anh yêu em từ rất lâu rồi, em cũng ngại luôn. Anh lần đầu tiên anh yêu ai đó anh cũng rất là ngại, nhưng mà anh nghĩ rằng nếu mà chúng mình sẽ chủ động một tí thì mình sẽ yêu nhau nhiều hơn. Bây giờ anh em thử đưa tay đây, đưa tay đây, đừng ngại, đưa tay đây. Em không đưa, thế bây giờ anh chủ động anh ôm em thì em phải nhắm mắt vào nhá, nghe không? Ừ, em đồng ý vào đầu đi. Từ bây giờ anh ôm em nhá. Thôi.